Nay lên nhà ông Khoa chơi còn phải hỏi thăm đường đây. Thay đổi nhiều quá, sân vườn. Nhà đẹp quá. Đẹp quá các bạn ạ. Vâng, xin chào ông chủ nhá. Rồi, ông chủ nhà các bạn này. Vâng. Chào các bạn nhá. Hôm nay anh em lên chơi ngắm cây một tí. À thế à? À. Nhà cửa giờ trông khác ngày xưa nhiều thế nhỉ? Sân vườn đẹp. Chú không chơi cây, chơi cả chim hay sao phải không? Em có một con thôi. À thế à, nghe thấy chim khách, khách đến cái là gũ ngay. Đấy, cây rất đẹp các bạn. Trời rất kỹ. Một vườn cây rất phê. Thì đặt các bạn này. Đấy, các bạn ngắm này, dưới này, rất xinh. Cây cổ. Một cây trực liên si cổ các bạn, cao hơn mét này. Quá là Nam Biển đây các bạn. Cắm ngắm đi xong cây đẹp chưa? Nồn nực chưa khoanh. Cái cốt phôi này phải nói ông là ông chọn ác chiến đấy, rất già. Cây kia dễ ác nhỉ, anh dễ rất ác nhỉ, rất nhiều mini bonsai sai nhiều quá. Chụp khay đấy, đang ngó tay đấy. Cây to đẹp chỗ này chuyển đi rồi anh Khoa ơi. Sân vườn này được đấy, hoành tráng. Rất rộng, rất đẹp các bạn ạ. Ra đây ngắm một ông thần kim quy. Ôi giời, cây hoa sữa rất khủng. Cây hoa sữa trông quen thế nhỉ? Rất đẹp. Quê đây các bạn ạ. Một cây quê. Rất giả. Rất đẹp. Quê. Yeah.
quá đẹp. Đấy, quê lấy quê đây à, quê điền điền quê quê đấy mini rất đẹp. Xinh xinh săn sắn 30 triệu rồi em ơi. Cao 30 phân nhỉ? Đúng rồi, mỗi phân là 1 triệu. Dạ. Yeah. 30 phân là 3 triệu. À là 30 triệu. Chương trình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chú chào anh em một cái để xuống like nào. Chào các bác nhá. Chào tất cả anh em yêu cây cả nước nhá.